Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ Sức Khỏe của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì đang là cao điểm của bệnh tay chân miệng với số lượng trẻ mắc phải nhập viện đang có dấu hiệu gia tăng trong những ngày gần đây. Và điều đáng nói là bệnh này thì chưa hề có vaccine cũng như là thuốc điều trị đặc hiệu. Vâng, vì vậy mà việc phát hiện sớm để có thể có những điều trị kịp thời là điều hết sức quan trọng. Vâng, và đây cũng chính là nội dung chính mà Giờ Sức Khỏe của chúng tôi ngày hôm nay sẽ cung cấp cho quý vị khán giả để chúng ta có thể phát hiện sớm dấu hiệu khởi bệnh cũng như là biết khi nào thì cần đưa trẻ nhập viện. Nhưng trước tiên thì mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một số thông tin y tế đáng chú ý. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối đã di căn vào gan. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nặng, suy sụp tinh thần, sụt 10 kg, tiền lượng xấu. Do đó các bác sĩ đã lựa chọn một phác đồ mạnh, điều trị phối hợp với nhiều hóa chất cùng một lúc. Phác đồ này đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mỉ của các y bác sĩ, người nhà bệnh nhân và đặc biệt rất cần sự quyết tâm lạc quan của người bệnh. Sau 4 chu kỳ hóa chất, sức khỏe của bệnh nhân cải thiện ngoạn mục và hiện rất ổn định. Một bệnh nhân nữ hơn 60 tuổi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với các biểu hiện đau bụng, hạ sườn trái, đại tiện táo và co thắt phần bụng. Qua thăm khám chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện một dị vật hình chữ T nằm tỏn lòng đại tràng và đã xuyên thủng đại tràng. Ngay lập tức, các bác sĩ khoa nội soi tiêu hóa Bệnh viện 108 đã tiến hành nội soi đại tràng dùng kỹ thuật thòng lọng và kiếm lấy dị vật ra, sau đó kẹp lại chỗ thủng đại tràng cho người bệnh. Sau khi được gấp bỏ dị vật, hiện bệnh nhân đã hết đau bụng, ổ bụng không có liềm hơi. Các bác sĩ cho biết đây là một trong những biến chứng khi đặt vòng tránh thai của chị em phụ nữ. Một cụ bà 104 tuổi vừa được phẫu thuật thay khớp háng thành công. Đây cũng là ca bệnh cao tuổi nhất được thực hiện kỹ thuật này. Một ca bệnh khá đặc biệt bởi bệnh nhân quá lớn tuổi, vấn đề gây mê sẽ gặp rất nhiều khó khăn, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Hơn nữa, bệnh nhân bị gãy vùng cổ xương đùi, một vị trí phẫu thuật khó, lại kèm theo các bệnh lý nền, kèm theo như là huyết áp tim mạch. Ca phẫu thuật được các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình khoa gây mê, bệnh viện E thực hiện thành công sau nhiều giờ. Dự kiến từ 7 đến 10 ngày tập vận động, bệnh nhân có thể xuất viện và phục hồi vận động được tốt hơn. Vâng, như đã nhắc ở phần đầu của chương trình thì bệnh tay chân miệng hiện đang có dấu hiệu gia tăng về số ca mắc ở trẻ nhỏ, đặc biệt là tại các tỉnh miền Bắc. Thống kê tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ đầu năm đến nay thì bệnh viện này đã tiếp nhận hơn 300 ca mắc bệnh tay chân miệng. Và chỉ tính riêng trong 2 tháng, tháng 6 và tháng 7 vừa rồi thì số lượng bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh này đã tăng từ 5 đến 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cách đây 3 ngày, bệnh nhi này có biểu hiện nóng sốt, nghĩ con chỉ bị ốm thông thường nên gia đình chủ quan chưa đưa trẻ đi khám. Chỉ đến khi bé có biểu hiện mệt mỏi, run tay chân mới được gia đình đưa đến viện. Lúc này, bé đã mắc tay chân miệng ở giai đoạn 3. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều trẻ mắc tay chân miệng được nhập viện trong đợt này. Có người quen bán thuốc thì người ta bảo là đấy là bị tay chân miệng. Thì gia đình cũng chỉ để ở nhà theo dõi bình thường thôi, vì cháu cũng không phải sốt cao, sốt om om thôi. Các bác sĩ cho biết tay chân miệng là bệnh có diễn biến nhanh. Nếu cha mẹ không phát hiện sớm và đưa trẻ đi điều trị kịp thời, trẻ có thể diễn biến nặng và gặp nhiều biến chứng. Hiện đã có 4 trường hợp trẻ nặng phải thở máy, thậm chí dùng ECMO. Chủ yếu là ở độ 2A và một số trường hợp độ 2B, cũng có một số trường hợp nặng đã phải lọc máu, tức là ở độ 4 và phải đặt nội khí quản thở máy, cũng như là có một bệnh nhân cũng phải làm ECMO. Theo thống kê của Trung tâm Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương, trong tháng 6 và tháng 7, số ca mắc tay chân miệng có xu hướng tăng, với số trẻ nhập viện tăng gấp 5 đến 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng từ 30 đến 50 bệnh nhân, chủ yếu ở khu vực Hà Nội. Vâng, mặc dù là không phải là một loại bệnh lý mới và năm nào thì cũng sẽ có bệnh nhi mắc, thế nhưng mà hiện thì vẫn còn rất nhiều bậc cha mẹ có sự nhầm lẫn về các triệu chứng của bệnh tay chân miệng, dẫn đến là việc phát hiện muộn khi mà trẻ thì đã diễn biến nặng, khiến cho việc điều trị thì gặp rất nhiều khó khăn. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, là Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, để có những chia sẻ sẽ giúp cho các bậc cha mẹ hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình Giờ Sức Khỏe ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể nhận biết một cách sớm nhất các cái biểu hiện triệu chứng điển hình của bệnh tay chân miệng ạ?
Với bệnh lý tay chân miệng thì đầu tiên thì là trẻ cũng có những cái triệu chứng của nhiễm virus, có thể là trẻ có sốt, viêm đau hô hấp một chút, thế sau đó thì có thể đặc biệt là chúng ta có thể quan sát đến những cái phát ban ở đây thì có thể phát ban ở lòng bàn chân, lòng bàn tay và những cái chỗ đầu gối và một vài những cái khu vực da chân khác. Ngoài ra thì ở trong khoang miệng của trẻ cũng xuất hiện những cái tình trạng ban đó, đây là những cái dấu hiệu ban nổi bật lên kết hợp với cùng tình trạng sốt. Thế tùy theo cái mức độ phản ứng khác nhau của trẻ mà chúng ta có thể chia độ ra độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Thế và với những cái mức độ 2B và độ 3, độ 4 thì đều là những mức độ khá là nặng. Và với những cái tình trạng đó thì các bác sĩ sẽ phân loại và phải cho các cháu bé nhập viện để theo dõi cho thật sát những cái dấu hiệu triệu chứng của tình trạng sốt, của các dấu hiệu của thần kinh và những cái tình trạng phát ban và những cái bội nhiễm của các tình trạng tay chân miệng khác. Vậy thì khi mà trẻ ở các cái biểu hiện triệu chứng như thế nào thì các gia đình cần phải đưa con mình tới các cái cơ sở y tế để khám? Thực ra thì khi mà con trẻ của chúng ta ốm bất kỳ tình trạng gì từ dấu hiệu nhẹ đến nặng thì khi mà chúng ta phát hiện ra thì cũng đều nên đưa con đi đến khám bác sĩ. Khi mà ở nhà cháu có các biểu hiện như là sốt rồi phát ban thì chúng ta nên đưa trẻ đến ngay các bác sĩ để thăm khám. Bởi vì ở đây thì các bác sĩ sẽ thăm khám không chỉ có cái tình trạng phát ban, không chỉ tình trạng sốt mà các bác sĩ sẽ đánh giá cái tình trạng tinh thần của cháu. Cháu có giật mình nhiều không? Ở cái mức độ giật mình như thế nào? Cái tri giác của cháu thì nó kích thích hay là nó có kém tri giác hay không? Đấy, rồi là những cái tình trạng khác như là tình trạng về nhịp tim chẳng hạn. Đấy, rồi những cái dấu hiệu toàn thân để chúng ta có thể đánh giá được toàn trạng cho trẻ và phân loại mức độ ra cho trẻ. Đấy, thông thường ở cái độ 1 và độ 2A thì chúng ta hoàn toàn nếu như đáp ứng tốt với thuốc hạ sốt, không có các cơn giật mình nhiều thì tri giác của trẻ tốt, uống được tốt và không có những cái dấu hiệu của nôn hoặc tiêu chảy thì chúng ta có thể để trẻ ở nhà để mà chăm sóc cho trẻ tại nhà. Được biết tay chân miệng là một bệnh mà chưa có vaccine cũng như thuốc điều trị đặc hiệu. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể dự phòng tránh cái trường hợp mà trẻ bị mắc các bệnh lý tay chân miệng này thưa bác sĩ? Dự phòng bệnh vẫn là cái điều quan trọng nhất và chúng ta hiểu rằng là cái cách thức lây truyền của nó là lây truyền qua đường miệng, phân miệng. Thế do vậy là khi mà với các lây truyền phân miệng đó thì chúng ta ngắt được cái đó bằng cách đầu tiên là chúng ta phải vệ sinh thật sạch sẽ cho em bé. Hàng đầu là chúng ta thường xuyên rửa tay cho em bé. Mà cái cách thức rửa tay ở đây là dưới vòi nước và có xà phòng. Làm thế nào mà thật sạch sẽ kể cả những cái kẽ chân kẽ tay của em bé và những cái móng chân móng tay chúng ta cũng cần phải vệ sinh được tốt nhất có thể. Thì đấy là vấn đề phòng. Thế còn khi đã có một em bé bị rồi thì chúng ta cũng chủ động cho các em bé nghỉ ở nhà, không đưa các em bé đến các trường nữa, đến các lớp nữa để tránh lây sang các em bé khác. Thế còn khi mà ở trường học thì cái môi trường học thì chúng ta cũng cần phải chú ý. Chúng ta phải vệ sinh, lau chùi bàn, ghế, rồi là vệ sinh môi trường. Và đặc biệt là trong cái khu vực nhà vệ sinh của mỗi một trường học thì chúng ta cũng hết sức lưu ý để giảm bớt cái nguy cơ cái virus của một em bé nào đó không may bị bệnh đến trường mà phát tán ra môi trường bên ngoài. Thế và với khi mà các em bé bị thì các cô cũng nên phối hợp và trực tiếp mà thông báo với gia đình và cho các em bé đó nghỉ học. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất bổ ích của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Triệu chứng của tay chân miệng bắt đầu xuất hiện sau khi nhiễm virus từ 3 đến 6 ngày. Với những biểu hiện điển hình: mệt mỏi, sốt nhẹ, đau họng, sổ mũi, xuất hiện các mụn nước ở niêm mạc miệng cùng các bọng nước ở bàn chân, bàn tay hoặc có thể ở mông, gối. Với những trẻ bị tay chân miệng thể nhẹ, sau khi đi khám có thể chăm sóc và theo dõi tại nhà như sau: thực hiện cách ly, hạn chế cho trẻ ra ngoài để tránh lây nhiễm cho trẻ khác, phối hợp dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, vệ sinh tay trước và sau mỗi lần chăm sóc trẻ, vệ sinh miệng và bôi thuốc vùng miệng cho trẻ theo chỉ định của bác sĩ, thường vệ sinh trước khi cho trẻ ăn khoảng 30 phút. Các vết loét ở miệng làm trẻ rất đau, khó ăn uống nên cho trẻ ăn thức ăn nguội, mềm, lỏng, dễ tiêu như cháo, sữa và chia nhỏ các bữa. Mặc quần áo mềm, rộng rãi, thấm hút mồ hôi. Thay quần áo và tắm rửa hàng ngày cho trẻ bằng nước ấm. Theo dõi tình trạng của trẻ, phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu trẻ sốt cao 39 độ trở lên hoặc sốt cao kéo dài, mạch nhanh, run chi, đi không vững nếu trẻ đã biết đi, giật mình trên 2 lần trong vòng 30 phút.
Vâng ạ, qua những chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển thì chúng ta đã có thể thấy là bệnh tay chân miệng thì không phải là một bệnh lý quá nguy hiểm và trẻ hoàn toàn có thể bình phục nhanh chóng và không cần phải nhập viện nếu như được phát hiện một cách sớm hơn. Và hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay thì cũng đã phần nào giúp cho quý vị và các bạn biết được những biểu hiện điển hình nhất của căn bệnh này cũng như là khi nào thì cần đưa trẻ nhập viện và cách chăm sóc trẻ khi mà bị bệnh một cách hiệu quả hơn. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.